Tưởng nguy hiểm, thế nhưng bốn loại thực phẩm mọc mầm này lại cực tốt cho sức khỏe, càng ăn càng thọ, nhiều người không biết. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Nói về tác hại của các loại hạt và củ đã mọc mầm thì ai ai cũng đều biết rõ, đúng không cô bác? Tuy nhiên lại có một vài loại thực phẩm hiếm hoi, sau khi mọc mầm thì hàm lượng dinh dưỡng của nó lại cao hơn vượt trội. Đây mới là lúc thích hợp nhất để cô bác chế biến thành các món ăn cho cả gia đình đấy. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ tới cô bác bốn loại thực phẩm này, kẻo cô bác không biết lại vứt đi thì phí phạm lắm cô bác nhé. Đầu tiên là củ tỏi. Nhiều cô bác đang hiểu lầm là tỏi mọc mầm sẽ độc hại không khác gì các loại thực phẩm như gừng hoặc khoai. Nào là ăn vào bị ngộ độc, ăn vào sẽ bị bệnh ung thư. Tuy nhiên thực tế là tỏi mọc mầm có nghĩa là nó bị già chứ không hề độc hại. Ngược lại, mầm tỏi này còn có khả năng ngăn ngừa nhiều loại bệnh, trong đó có cả bệnh ung thư đấy cô bác. Còn sau khi mọc mầm, củ tỏi có thể trở nên xốp hơn hoặc chuyển sang màu xanh thì cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Tỏi bị xốp là do dinh dưỡng đã được chuyển lên để nuôi dưỡng mầm tỏi. Còn bị xanh là do già quá, vẫn có thể ăn được, chỉ là mùi vị của nó hơi mạnh mà thôi. Cô bác có thể gọt bỏ phần đó đi cũng được. Còn mầm tỏi tôi khẳng định là có thể ăn được, ăn ngon là đằng khác mà còn tốt cho sức khỏe nữa. Tỏi mọc mầm có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn so với tỏi thông thường cô bác nhé. Chính nhờ chất này mà nó sẽ giúp cho cô bác hạn chế quá trình lão hóa và ngăn ngừa ung thư. Đặc biệt cô bác hãy nhớ là hàm lượng dinh dưỡng này sẽ tăng đến mức cao nhất sau 5 ngày mọc mầm. Cô bác hoàn toàn có thể đem mầm tỏi xào cùng với các loại rau để tăng thêm hương vị hấp dẫn. Ngoài ra, cô bác lưu ý thêm một điều là mặc dù củ tỏi thì chỉ nên đun nấu khoảng 10 đến 15 phút thôi, nhưng mầm tỏi thì nên xào kỹ để các chất dinh dưỡng tiết ra nhiều hơn cô bác nhé. Thứ hai là đậu tương. Đậu tương sau khi mọc mầm trông giống như giá đỗ ấy cô bác. Chỉ có điều là kích thước của nó lớn hơn, ăn cũng ngon hơn, rất là bùi và cũng bổ dưỡng hơn gấp nhiều lần cô bác nhé. Theo tôi được biết thì đậu tương hay còn gọi là đậu nành là một trong số ít các loại hạt có chứa hàm lượng dinh dưỡng tăng cao sau khi mọc mầm, thậm chí là nhiều hơn so với bất cứ sản phẩm nào làm từ đậu tương. Hạt đậu tương khi chưa mọc mầm sẽ có chứa một vài hợp chất có thể ngăn cản quá trình hấp thu dinh dưỡng của cơ thể. Thế nhưng ngay sau khi mọc mầm thì các hợp chất này lại bị phân giải ra. Thay vào đó là các dưỡng chất vốn có trong hạt lại được nhân lên gấp đôi. Ngoài ra, khi hạt đậu tương bắt đầu lên mầm thì số lượng isoflavone trong hạt sẽ lên đến mức cao nhất. Vitamin E và vitamin C tăng cao. Những chất này sẽ giúp cô bác làm chậm quá trình lão hóa, góp phần đem lại làn da tươi trẻ, mịn màng cho cô bác. Hơn nữa, chắc cô bác cũng có nghe nhiều quảng cáo về các sản phẩm tăng vòng 1 từ mầm đậu nành rồi đúng không? Nó chính là hạt đậu tương mọc mầm chứ chẳng xa lạ gì đâu. Do đó nếu để đậu nành sau một thời gian mà bị mọc mầm thì cô bác đừng vội vứt đi nhé. Tầm này đi chợ cũng không dễ để tìm được gian hàng có bán mầm đậu nành đâu. Nếu có thời gian, cô bác có thể mua hạt đậu tương về rồi tự ủ cho nó lên mầm, đem chế biến thành nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng cho cả gia đình cô bác nhé. Thứ ba là mầm gạo lứt. Gạo lứt có lẽ đã quá phổ biến rồi, nhưng mà nói đến mầm gạo lứt thì tôi dám chắc không phải cô bác nào cũng biết. Vốn dĩ gạo lứt đã cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể, còn được khuyến cáo là sử dụng thay gạo trắng. Sau khi lên mầm, nó lại càng bổ dưỡng hơn, mang tới nhiều lợi ích cho sức khỏe của cô bác. Trong quá trình này mầm, bên trong hạt gạo sẽ được tăng cường rất nhiều vitamin như vitamin E, vitamin PP, B1 và B6. Đặc biệt là có chứa một chất chống độc cho thận. Cô bác có biết không? Các chuyên gia nghiên cứu Nhật Bản còn phát hiện ra là dưỡng chất trong gạo mầm giúp cung cấp dinh dưỡng và ổn định đường huyết sau bữa ăn cho các bệnh nhân tiểu đường đấy. Thế nên cô bác nào đang bị bệnh tiểu đường thì khuyến khích nên ăn mầm gạo lứt thường xuyên. Hoàn toàn có thể sử dụng trong một thời gian dài mà không gây tác dụng phụ nào cả. Ngoài ra, những cô bác nào hay bị căng thẳng, áp lực công việc, cuộc sống dẫn tới mất ngủ thì mầm gạo lứt còn giúp cho đầu óc thư giãn, dễ dàng đi vào giấc ngủ. Vì có chứa nhiều dinh dưỡng lành mạnh như vậy
nên việc duy trì ăn mầm gạo lứt cũng giúp cô bác kiểm soát cân nặng, cơ thể không bị thiếu chất cô bác nhé. Tuy nhiên cô bác chỉ lưu ý một điều là nên tìm những cơ sở uy tín để mua, tránh mua những loại bày bán tràn lan, đại trà, vì nó là loại gạo mầm sấy khô hoàn toàn, sẽ sản sinh ra lượng chất độc vượt quá tiêu chuẩn, sẽ gây hại cho sức khỏe của bác nhé. Và cuối cùng là hạt tam giác mạch. Nói đến tam giác mạch, chắc chắn nhiều cô bác sẽ liên tưởng tới những cánh đồng hoa tam giác mạch thơ mộng, nở rộ vào khoảng cuối năm. Cứ độ tầm tháng 10, tháng 11, người ta lại kéo nhau lên các tỉnh miền núi phía Bắc để tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Cô bác có biết rằng loại cây này có thể nuôi sống người dân nơi đây suốt quanh năm? Bởi vì ngoài trở thành địa điểm tham quan du lịch, cây tam giác mạch còn là một cây thuốc quý đấy, cô bác. Đặc biệt là hạt tam giác mạch được ủ để nảy mầm và đem bán như một loại thuốc bổ. Theo các nghiên cứu thì hạt tam giác mạch nảy mầm có khả năng làm hạ huyết áp và ức chế bệnh gan nhiễm mỡ. Nếu cô bác đang mắc các chứng bệnh này thì có thể bổ sung để hỗ trợ điều trị nhanh hơn. Ngoài ra, nó còn sở hữu thành phần chất xơ khá cao nên là khi ăn vào sẽ rất tốt cho quá trình tiêu hóa của bác nhé. Bên cạnh đó, đối với các loại củ như khoai, gừng đã mọc mầm thì đều sinh ra chất độc không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên không phải là không có cách. Trong một số trường hợp, cô bác vẫn có thể xử lý lượng chất độc này và chế biến ăn uống như bình thường. Tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ cụ thể hơn về cách loại bỏ chất độc trong hai loại củ là khoai tây và khoai lang. Cô bác hãy ghi nhớ cẩn thận và làm theo đúng hướng dẫn để đảm bảo an toàn cho cả gia đình khi ăn các thực phẩm này, cô bác nhé. Thứ nhất là cách loại bỏ chất độc trong khoai tây mọc mầm. Chắc cô bác đã từng nghe nhiều câu chuyện thương tâm xảy ra sau khi ăn khoai tây mọc mầm. Đúng là khoai tây khi đã mọc mầm thì sẽ hình thành chất độc. Nhưng là với mức độ như thế nào, hàm lượng là bao nhiêu thì nhiều người vẫn chưa rõ ràng. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, phó chủ nhiệm bộ môn Đông Dược tại Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, trong củ khoai tây có chứa nhiều chất solanin. Chất này có tác dụng như một chất bảo quản giúp cho khoai tây có thể để được lâu mà không bị thối hỏng. Nó được tìm thấy trong cả thân cây, lá, quả, củ và mầm khoai tây. Chỉ khi cô bác bảo quản không đúng cách, chẳng hạn như để khoai tây ở chỗ nhiều ánh sáng, để ở nơi quá nóng hoặc lạnh bất chợt, hàm lượng chất solanin này sẽ tăng cao. Nó giống như một phản ứng tự nhiên để bảo vệ lấy củ, cũng giống như sức đề kháng của cơ thể mình đấy, cô bác. Và khi nó tăng cao quá, vượt quá tiêu chuẩn thì sẽ độc hại với sức khỏe. Chất solanin này sẽ tập trung nhiều ở phần chân mầm, ở lớp vỏ xanh bên ngoài của khoai tây, khiến cho phần thịt khoai chỗ này bị đắng và trở nên độc hại. Cứ 1 cân mầm khoai tây thì sẽ có khoảng 1,34 gram chất này. Còn trong 1 cân ruột khoai, hàm lượng chất này sẽ dao động từ 0,04 gram đến 0,07 gram. Và trong vỏ sẽ ít hơn nữa là 0,03 đến 0,05 gram. Theo bác sĩ Hằng, thì khi vô tình ăn phải chất này, con người sẽ bị ngộ độc. Các triệu chứng ban đầu sẽ là đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy và khó thở. Đó là nhẹ, còn nặng hơn thì sẽ bị sốt cao, dễ rơi vào trạng thái hôn mê, co giật, hô hấp tê liệt và nặng nhất là tử vong. Thông thường các triệu chứng này sẽ giải rác trong vòng từ 8 đến 12 tiếng sau khi ăn, nhưng cũng có thể xuất hiện trong khoảng 30 phút nếu hàm lượng solanin quá cao. Để đạt được đến nồng độ gây ra tử vong thì phải ăn sống một lúc khoảng 4 cân khoai nhiễm độc. Tuy nhiên trong thực tế, điều này rất khó có thể xảy ra. Và nếu như củ khoai đã mọc lên một cái mầm to thì khuyên cô bác không nên ăn. Trong trường hợp mầm chỉ mới nhố, kích thước vẫn còn bé thì cô bác có thể xử lý bằng cách gọt sạch vỏ, cắt bỏ mầm và khoét bỏ phần ruột khoai xung quanh chân mầm. Sau đó cô bác ngâm trong nước muối trong vòng vài giờ trước khi nấu. Muối có tác dụng sát khuẩn và làm sạch, đồng thời chất độc solanin có thể hòa tan trong nước, cô bác nhé. Cô bác hãy nhớ là chất độc này vốn dĩ có sẵn trong khoai, và khi khoai mọc mầm thì nó sẽ tăng cao đến mức gây ra ngộ độc. Do vậy, kể cả đối với những củ khoai chưa mọc mầm thì cô bác cũng nên sơ chế, ngâm rửa cẩn thận. Tốt nhất là nên bảo quản đúng cách, tránh để cho khoai bị mọc mầm, cô bác nhé. Thứ hai là đối với khoai lang. Cũng tương tự như khoai tây thôi,
sau khi mọc mầm thì hàm lượng chất độc sẽ tăng cao. Nếu cô bác ăn vào sẽ gây ói mửa, buồn nôn, đau bụng và nghiêm trọng hơn là nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ với những củ mới nhú lên một vài mầm nhỏ, độc tố còn ít thì cô bác mới có thể loại bỏ được bằng cách gọt sạch, khoét bỏ chân mầm rồi ngâm trong nước muối. Chất độc sẽ hòa ra theo nước. Lúc này cô bác chỉ cần rửa sạch là có thể ăn như bình thường. Tuy nhiên tôi vẫn khuyên cô bác là cố gắng không để cho các loại củ này mọc mầm, bởi vì cho dù có cắt bỏ mầm, loại bỏ chất độc thì hàm lượng dinh dưỡng cũng không còn nguyên vẹn nữa. Nói đơn giản là nó đã bị mất chất, ăn vào cũng không có lợi ích gì cho cơ thể. Do đó, cô bác vẫn cần chú ý nhất vào công đoạn bảo quản cô bác nhé. Vừa rồi tôi đã chia sẻ cho cô bác một phương pháp đơn giản để cô bác có thể xử lý chất độc trong hai loại củ khoai tây và khoai lang đã bị mọc mầm. Đây cũng chỉ xem như là biện pháp chữa cháy thôi. Cô bác không nên vì thế mà xem nhẹ quy trình bảo quản thực phẩm. Ngoài ra, riêng các loại mầm như là mầm tỏi, mầm đậu nành, mầm gạo lứt và mầm tam giác mạch thì lại có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Khuyến khích cô bác nên tìm mua và bổ sung vào các bữa ăn cô bác nhé. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình tâm lý vui vẻ, lạc quan, tránh suy nghĩ, lo lắng. Chỉ khi sức khỏe tinh thần tốt kết hợp với việc ăn uống điều độ đúng cách thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.